Uầy, Tuyết. Sao? Tuyết có nhiều đồ capybara đẹp thế. Tất nhiên rồi má, bỏ tay ra. Sao lại còn một capybara của tớ thế? Cho tớ xem một tí. Không xem. Ô, bên kia là cái gì? Cái này à, cái này là bộ sưu tập tượng capybara đấy. Wow, nhiều thế. Cho tớ một con. Không, ở trong lớp á, tớ còn đầy đồ capybara nữa cơ. Uầy, nhiều thế. Đây. Tuyết, Tuyết bảo á, Tuyết có nhiều đồ capybara nữa. Đâu? Đây này. À, không thấy à? Đây một đống hộp đồ capybara đây còn gì nữa. Wow, Nè. nhiều nhở, chỗ này có phải mà hai mấy cái luôn. Tất nhiên rồi, gì mà hai mấy cái, gần mấy trăm cái luôn. Hoa, cái này là tượng tô màu hả? Đúng rồi, mình chỉ bỏ ra để khoe thôi, bây giờ mình lại chót vào đi. Cho tớ một cái. Này bà xếp hộ tớ đi. Xếp xong rồi tôi cho nhá. Xếp đi, xếp đi. Xếp hết vào trong đấy luôn. Xếp này vào. Nè, Ok. đây nữa nè. Nhờ, em capybara của chị nhờ. Ôi trời ơi, em xinh quá Uầy, bạn này còn đang đeo túi nữa cơ à? à. Ừ, bạn đeo túi đùa đấy. Mấy hôm nữa tớ còn đặt thêm một bạn màu hồng mà cái mũi nó có kiểu là dài cái mũi ra sao thụt vào cơ. Nhờ, Wow, mấy hôm nữa xịn em có bạn rồi quá. đấy. Này, cho tớ cái nào để tớ để ra đỡ đỡ phải xếp luôn. Để ra kia tớ đi. Ai bảo cho đâu. Tớ bảo cho mà. Tớ bảo thế bây giờ đưa đây. Để đấy xong rồi lại đi lấy của tớ đi. Nào em ngồi đây nha. Ô, cái Đó. này là cái gì? Ừ, sao bạn cứ sớm sớm là đồ của tớ thế. Cái này nha, bạn này là bạn Lupi đấy biết không. Ở trong này nha là một kho báu toàn đồ capybara thôi. Uầy, mở đi. Cốc cốc cốc. Ai gọi đó. Mình là Tuyết đây. Tớ là Hằng nữa. Đồ của tớ mà. Nào để mở nha. Một hai ba. Ta-da. Ui capybara này. Nào bỏ ra để thử xem là có Nhiều những cái gì. đồ thế. Đầu tiên thì tớ nha. Có một cái cài áo hình Wow, cài capybara áo luôn, đẹp nhở. nè. Thời khóa biểu. Trời Ui. ơi, thời khóa biểu capybara luôn. Nè. Wow. Nhiều chưa. Này, thời khóa biểu á, mình chỉ cần một cái thôi, cho tớ cái. Không, tớ thích đấy. Thời khóa biểu nó có thể thay đổi mà. Hey, như này. Đây là một quyển sổ capybara đây. Wow. Xinh chưa. Hai Ui, nè. đẹp thế. Wow, một cái bút nè. Ơ, cái bút này hình như là không phải là capybara hay sao ấy. Đâu xem nào. Ui, Đó. cái cầm tay buồn cười nhở. Bình Tất thường nhiên. nó làm bé mà. Cái xịn. Wow, như này. Ở đây còn có Nhấy. hai cái dao dọc giấy hình capybara Tớ cái bạn cái. Không, bỏ ra. Hai hai cái này. Đẹp chưa? Ê. Hai cái bạn dùng có hết đâu. Cái này là wow, cái này là sô cô la. Ủa, Có. ăn được không? Hay là cái À, tẩy? tẩy. Trời ơi, một cái tẩy màu capybara luôn. Như Ê, capy thêm một cái bút nè, đẹp chưa? luôn. Ủa, cái này không liên quan đến capybara. Ok chưa? Nào, đây. Ở đây thì có một cái thẻ cũng hình capybara nha. Wow. Đó. Ô, Mình có thể để đồ ở đây nè. có Để tìm. dây không? Dây á, chưa có. Ê, cái này là thời khóa biểu. Nhãn vở Ồ, mà. nhãn vở. Wow, xuống Như thế. này. Tớ cũng thích Đấy. Nhãn vở capybara capybara đấy nhá. nè. Wow. Hình khác nhau luôn. Có bạn ha, đi cá sấu luôn. Họ tên lớp nè. Đẹp Đẹp chưa? ta. Xinh Sướng nhở. quá. Còn cái này là cái gì? Bỏ ra. Sao lại đụng vào đồ của tớ thế? Sao lúc nào cũng đánh tớ thế? Tớ chỉ xem có một tí thôi mà. Ai cho? Wow, một cái thước kẻ. Ồ, nhưng mà thước kẻ này buồn quá. Cũng capybara à? Thước kẻ này là thước kẻ gấu thôi, không phải là Nhưng capybara. mà cái màu đấy kiểu kiểu cũng giống capybara rồi. Thế, cái này là gì? Giấy nhớ. Giấy nhớ đâu mà giấy nhớ? Không phải à? Không nè. Đó, đó, đây. Ồ. Giấy nhớ mà. Toàn capybara thôi, nhìn này, mỗi cái một hình luôn. Wow, Ê. bạn mua ở đâu đấy? Chỉ cho tớ với. Tớ mua ở tạp hóa đây. Ồ, cái này chắc phải đắt lắm rồi. Tắt đây. Ui, cái này là sticker nè. À. Đó, sticker capybara luôn. Ôi. Ui, để xem là Ôi. mình có những cái đồ gì của capybara nào. Nhiều thế. Ra đây, ra đây. Ê, có một bạn gấu trúc nè. Nào, để xem Có là mình cả có cái gì. gấu bông này, Có bao nhiêu bông thứ này. nữa. Cái này là cái áo này, tẩy này, rồi là dao dọc giấy này, bút này, vở này, thẻ này, thời khóa biểu,
giấy nhớ, nhắn vở. Lần đầu tiên nữa. Trời ơi, lần đầu tiên tớ thấy một người mà có nhiều đồ liên quan đến capybara như thế luôn ấy. Tất nhiên rồi, tớ là fan cuồng capybara mà. Hay cho tớ mấy cái thờ có biểu. Không cho. Hay về cho nhắn vở cũng được. Không cho. Cái này tớ để dùng mà. Nhiều như thế này á, không cho xong đến lúc không dùng hết là phí ra. Thế thì bạn đi mà mua đi nếu mà bạn thích. Oh, thế thì kệ thôi, muốn có thì phải đi mà mua chứ, không có tiền thì mua thì làm được cái gì? Phải nhiều tiền mới làm, mới có thể mua được. À, bạn không cho á thì tớ tự làm, tớ cũng tự làm được thờ khóa biểu capybara luôn. Khiếp, lấy đâu ra thờ khóa biểu capybara? Thì tớ tự làm, sợ gì? Muốn làm cái gì á, muốn có cái hình gì tớ vẽ tớ tô vào đấy. Đâu đâu, thế bạn làm tớ xem nào, được không bạn đi đâu. Ok luôn, để tớ làm cho bạn sáng mắt ra mà xem. Chắc gì đã đẹp đâu mà. Nhiều đồ như thế á, đúng là ích kỷ mà. Chẳng cho người khác bao giờ luôn á. Đúng là cái đồ không biết chia sẻ. Đã thế á, mình sẽ tự làm một cái luôn. Làm một cái thờ khóa biểu thật là đẹp. Do mình tự thiết kế, thích hình gì á, mình cho vào đấy luôn. Còn đẹp hơn cái gì capybara nhiều. Yeah, vậy là mùa hè đã qua rồi, bây giờ lại bắt đầu một năm học mới. Mình sẽ tự làm một cái thờ khóa biểu vậy. Bạn Tuyết tưởng là mỗi bạn Tuyết có thờ khóa biểu chắc, mình tự làm còn đẹp hơn. Đây, trên này thì mình sẽ vẽ một cái bút chì nè, một bên A, đôi giày hàng ngày mình sẽ đi đến trường. Dưới này thì mình sẽ có một cái máy tính này, một cái bút màu đi. Đúng rồi, một cái cọ vẽ. Xong rồi là sẽ là một cái bóng rổ này. À, đi học thì phải có thước chứ. Mình làm hai cái thước hai bên đây nữa. Tiết ơi, nhìn này. Đâu? Đây, tớ cũng có thờ khóa biểu nhá. Thờ khóa biểu của tớ còn đẹp hơn của bạn luôn. Wow. Nhưng mà bạn có capybara giống như tớ. Capybara? Đi học thì cho capybara vào làm gì? Tại vì là capybara cute đáng yêu. Ờ hả? À, không có thì bây giờ tớ vẽ thêm nữa, làm sao? Chắc gì bạn biết vẽ, bạn vẽ thử tớ xem nào. Trời ơi, coi thường tớ á. Vẽ đi. Ở đây đợi tớ nha. Ok. Chắc gì bạn đã vẽ đẹp đâu. Ê, mình sẽ lấy mấy cái dán vở này để mình ghi vào xong đó là mình dán vào dụng cụ học tập của mình. Tưởng gì? Đấy, coi thường mình không có capybara. Thế thì đây, đây là cái gì ta? Capybara mình không có thì mình vẽ nè. Đã bảo là thời khóa biểu của mình á, thích hình gì là vẽ được hình đấy luôn nè. Capybara đang ôm cốc trà sữa nè. Đẹp quá. Đấy. Đây là cái mũi nè. Rồi, tô màu cho capybara. Còn bên này thì là capybara đang có một quả cam ở trên đỉnh đầu luôn. Cute. Cho capybara vào á, kiểu gì thời khóa biểu của mình cũng sẽ sinh động hơn. Hai bên hai bạn capybara làm cho mình có động lực mỗi ngày đi học nè. Mắt nè, cái mũi. Ok, bây giờ mình sẽ tô màu cho capybara nè. Quả cam. Đấy. Hai thì hơi đậm màu lên. Đúng là capybara quả là xinh thật. Bạn Tuyết nghiện capybara đến nỗi mà cái gì cũng là capybara luôn. Hai cái má hồng hai bên nữa nè. À, xinh hơn rồi đấy. Tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt này. Yeah, thế là mình đã ghi được cái thời khóa biểu của mình trong tháng này rồi. Nhìn này. Đâu? Thì capybara, tớ đã cho capybara ở hai bên rồi nè. Ê, bạn vẽ cũng đẹp nhờ. Ồ, này, nhìn giống đi in không? Có, công nhận á, mà cái
thời khóa biểu của bạn còn to hơn cả của tớ dễ nhìn thế. Tất nhiên rồi. Này, tớ thích cái hình gì á, tớ vẽ vào đây á, còn đẹp hơn của bạn nữa luôn. Hay là bạn làm cho tớ một cái đi. Ừ. Đi mà. Ôi được rồi, trời nay nắng thế. Thực ra mình nãy tớ biết là tớ chê bạn như thế là sai rồi. Mà làm cho tớ một cái đi. Tớ thích hình capybara khác cô. Nè, tớ thích mấy cái hình ăn mì này này. Mà ở đây thôi nó không đi, có. Tớ bảo nha, bạn mua bao nhiêu tiền cái này rồi. Bây giờ chưa dùng gì, bạn đã đòi cái khác rồi. Như thế là lãng phí đấy. Ừ. Nhưng mà thôi làm dùng hết cái này đi, sang năm thì không phải mua đâu, để tớ làm cho nhớ nhá. Này, hay là bây giờ bạn lấy sticker của tớ dán lên của bạn đi cho nó đẹp. Đây, tớ cho thêm này cũng được. Đấy, cho chứ, cho hết luôn này đó. Uầy, hôm nay này tự dưng hào phóng thế nhờ. Tớ biết lỗi mình rồi mà, bạn dán đi. Nhưng mà hôm sau đừng có như thế nữa nha. Nhớ rồi. Này, tí nữa tớ cho bạn thêm mấy cái nhãn vở nha. Ok không? Ok. Mà được tuần này bạn có đủ không đấy? Thừa luôn, mấy chục cái cơ mà. Thế tí cho tớ xin mấy cái, tớ cũng thích capybara. Ok, bạn dán đi. Ừ. Này, cho capybara vào chỗ này này. Có capybara sticker này rồi, đỡ phải vẽ chứ ạ. Đúng nhanh rồi. Hơn. Bạn thích dán ở đâu cũng được luôn. Cho nhiều nhiều và cho xinh. Tớ cho nhiều nhiều nhá. Ok, tớ tặng bạn hết cái đấy rồi mà. Đó. Wow, này có cả sticker và nhìn cũng đẹp hơn hẳn nhờ. Tất nhiên rồi, tớ thấy từ lúc cho những cái sticker này vào kiểu nổi hơn ý. Ừ, này còn có cả sticker gấu trúc đấy. Ok, thì cho gấu trúc xem nào. Ok. Đây. Wow, đẹp thế. Được không? Được. Đấy. Gấu trúc nè. Cho hết mấy bạn gấu trúc vào đấy ngồi đi. Gấu trúc cũng học bài bạn ạ. Ừ. Đẹp quá. Đâu, xem capybara này nữa nè. Đây này. Capybara đang đi du lịch nè. Đâu? Đẹp không? Đẹp. Tớ dán xong rồi nè. Đâu? Đây. Đẹp nhờ. Ừ, cũng gần giống như mua rồi đây này. Của tớ cũng chỉ có mấy hình capybara đấy thôi mà. Đấy, thế là giờ cái thời quả biểu của tớ cũng đầy capybara rồi. Này này, hồi nãy tớ có ghi mấy cái tên mà kiểu là dán dụng cụ học tập ấy. Giờ tớ thử dán xem nó có nổi không nha. Đây, ví dụ đây là một cái thước gấu nè. Thế này còn lâu ai mới lấy nhầm được đúng không? Ai lấy nhầm của tớ được. Của tớ có tên Tuyết Tuyết ở đây rồi. Nhìn cái là biết ngay là thước của tớ rồi. Cả cái này luôn. Cái này tớ cũng sẽ dán hình capybara tên vào luôn. Nếu mà kiểu thất lạc ở đâu thì còn biết tên chủ nhân mà còn đi trả chứ. Đúng rồi, đây, dán vào đây đó. Thế là người ta biết là của ai luôn nè. Đấy, nhìn đằng trước thì không biết, nhưng mà lật đằng sau là có tên luôn. Tiện nhờ. Đây nữa này. Cái này là cái này là nhãn vở đấy. Đây, tôi sẽ dán vào đây nha. Nhãn vào cái capybara này luôn. Đấy, thấy chưa? Tuyết Tuyết nè. Này, nhãn vở này mà dán vào vở thì sẽ nổi hơn. Đúng rồi, mấy cái này nó kiểu có màu ấy. Tôi cho bạn một ít nhãn vở nhé. Được. Đây. Tớ thích cái này này. Ok, cho bạn cái này. Tớ cái này, bạn cái này, cái này. Tớ cái này đi. Đó. Đấy. Cảm ơn nha. Cho bạn cả quyển giấy nhớ này luôn. Tớ có hai cái dao dọc giấy cho bạn một cái này. Cái nào mà chưa ghi tên đi không? Mọi người lại bảo bạn Hằng lấy của bạn. Lấy bất ngờ lấy của tớ nha. Cảm ơn bạn Tuyết. Không có gì đâu. Này, thế bây giờ mình thích làm nhãn vở cái này kiểu gì thì mình tự vẽ cũng được nhỉ? Này, hay là bây giờ mình làm nhãn vở tiếp. Ok, thử tự làm xem nó có đẹp không nha. Ok. Này, đây có vở rồi. Đây.